Xin kính chào quý vị và các bạn. Sang ngày mai, Trung Bộ vẫn là khu vực mỏng mây và nắng nhiều nhất trên cả nước. Nhiệt độ cao nhất của phần lớn các thành phố từ Thanh Hóa trở vào cho đến Huế trong khoảng 33 đến 35 độ. Về chiều tối, mưa rông xuất hiện ở một vài nơi ở khu vực phía Bắc. Với Nam miền Trung, từ Đà Nẵng tới Phan Thiết, trưa chiều mai cũng nóng rõ với mức nhiệt 33 đến 35 độ. Mưa ít có khả năng xảy ra ở khu vực này. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày mai trời sẽ nắng nhiều hơn xuyên suốt từ sáng cho đến chiều. Tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều thành phố khác của Nam Bộ khá nóng, 33 đến 35 độ. Còn với các thành phố của Tây Nguyên dịu hơn nhờ lợi thế địa hình cao và nhiệt độ sẽ không vượt quá 32 độ. Sau 15 giờ thì mây dông mới phát triển và gây mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Mưa diện hẹp, ít điểm mưa to. Tuy nhiên trong cơn dông vẫn có thể kèm theo dông sét và gió giật nguy hiểm. Trở ra Bắc Bộ, đây sẽ là khu vực có mưa nhiều nhất trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi và Trung Du sẽ xuất hiện mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa từ 40 đến 100mm và có những nơi còn mưa to trên 150mm. Nguy cơ rất cao gây ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh nguy hiểm có thể kèm theo cơn dông. Trên biển, ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đêm nay và ngày mai trời ít mưa, tầm nhìn xa thoáng rộng trên 10 km và gió sẽ không vượt quá cấp 5. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố Trung Bộ vào ngày mai.